Sacramento. Hà Khánh xin gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào rất là trân trọng. Vâng, sau đây Hà Khánh xin gửi đến quý vị bài hát Lắc Vơ Trang Bị, một sáng tác nhạc. Người ơi, tôi đã thấy trên ngọn núi nào
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.